đúng bao gồm có món quà của mình, đó là mình sẽ bọc nó bằng bìa như thế này. Đây và mình sẽ sử dụng quận dây này để làm nơ nha. Thank you.
hay thì có thể like, share, subscribe kênh của mình nha. Bye bye, hẹn mọi người video sau.